Đây nhá anh em nhá, đây là cái đôi mà cái con mái này là mái lẻ này, em nói rõ là con mái tơ lẻ nhá, mái này nó mới có 50% cườm thôi, nhưng mà vì là bán mất con đực em bán 1,2 triệu từ trước rồi, nhưng đôi này thì thực sự con mái này là mái quá triển vọng luôn anh em này. Đấy, anh em nhìn cho kỹ nhá. Đấy, mái này là mái dòng siêu to khổng lồ luôn đây anh em. Đấy, dòng siêu to khổng lồ luôn. Riêng con đực em bán mất 1,2 triệu này, con mái này thì em để cho anh em hết sức hữu nghị luôn này anh em. Anh em nào vào giống thì anh em nên nhớ là cái dòng này là dòng mái mỏ ngắn chân ngắn nhá, cườm rắc cườm vừng phấn hồng. Đấy, chim em bón thuần từ nhỏ. Đấy, con mái này em 500 là bao ship cho anh em. Đấy, mái này là mái gọi là mái thì mái cực kỳ là hot luôn. Anh em nào có trống hay thì cân nhắc nhá, tại vì con đực em bán mất rồi. Em được là anh em Hải Phòng họ dùng quen họ đặt, thế là một đôi ra thì em bán với con trống này. Bây giờ cũng dư một ít mái thì gọi là chia bớt lại cho anh em nào mà thực sự là muốn gọi là sinh sản. Riêng cái dòng mái này em nói với các bác là nhà em thì nó là bón được, nó là nó thuần thả không đi. Đấy. Thì đây anh em nhìn này, đây là cái dòng này là dòng nó gọi là dòng mỏ ngắn ấy, dòng mỏ ngắn chân ngắn, nó rất là hăng chim. Đấy anh em. Đấy, con chim mà nhìn anh em biết là để mà nuôi cái tầm khoảng 4 tháng mà nó đã thuần, nó đã đứng như thế này thì anh em biết là bộ của nó là siêu to luôn. Đấy. 500k bao ship cho anh em nhá. Anh em nào mà thực sự có con trống nào nó phải xứng tầm với con mái này, anh em quan tâm. Số của em thao là 0335305982. Anh em nào thực sự là muốn vào giống mà một cái giống gọi là nó to như con bồ câu thì anh em quan tâm cho em cái clip này. Đấy, clip này phải nói là nó là dòng siêu to khổng lồ luôn. Đấy. Anh em yên tâm là đây là em quay tại trang trại ở khu nhà ngoài. Đấy, chim là thực tế là nhà nuôi được, đâm ra là nó cũng đã thuần rồi, nó cũng đã thuần rồi anh em nhé. Mái cực kỳ to luôn này. Đấy, mái cực kỳ to luôn. Anh em nhìn con chim anh em thấy đã chưa? Đây, vòng tay của em đây này, một cái tay của em cầm làm sao hết được. Nhưng mà điều quan trọng là nó thuần nữa, mà giống nó giống đây. Anh em nhìn cái lớp bả cánh này nó không có một chút me nào cả. Phao là phao xám nhá. Đấy. Mỏ là mỏ ngắn, mắt đỏ mỏ ngắn, chân ngắn. Dòng này là dòng hăng chim. Đấy, mắn đẻ, thuần thục. Chim mà dòng phấn hồng. Đấy. Anh em nhá. Đấy, đây anh em nhìn này. Vuốt ve sờ soạn thoải mái. Con chim nó rất là thuần. Đấy, bộ đại. Em gọi là clip số 1 của tháng 8 nhá. Con mái này em bao ship là 500k. Anh em nào mà có con đực cực kỳ triển vọng thì anh em có thể đây này, gãi lưng bắt đầu thấy cong người rồi đây này. Đấy, rất là thuần, bồ cu chân dện, ok nhá. Đấy. Anh em gọi cho em là 0335305982 nhá. Gọi là dòng mái khủng nhá. Giống tốt,